Bạn Ken ơi, bạn Ken ơi. Ủa bà thấy hả, con khủng long nó chôn mấy bạn búp bê ngoài kia kìa. Bây giờ mình ra mình giải cứu mấy bạn búp bê nha. Rồi mình đem xe theo mình cứu mấy bạn búp bê đi. Nhanh lên chứ để mấy bạn búp bê hả bị chôn xuống đất chết queo luôn á. Rồi đi thôi. Rồi nhanh lên. Rồi kìa, bạn búp bê bị chôn kìa, con thấy không? Rồi lại cứu mấy bạn búp bê lại lên. Nhanh lên. Cứu mấy bạn búp bê lên. Trời ơi, mới lẹ đi. Trời ơi, tội nghiệp mấy bạn búp bê quá. Mấy cái gì vậy? Trời đỏ xuống. Rồi, cứu mấy bạn búp bê lên đi. Nhanh lên, để lên xe mình đưa bạn búp bê lên bệnh viện. Rồi, để lên xe ngồi. Để cho bạn búp bê lên xe nè. Nhanh lên. Rồi, búp bê dơ quá hả? Lấy xe móc lên. Con lấy xe móc lên. Rồi, móc bạn búp bê lên, lẹ lên. Nhanh lên. Rồi, móc bạn búp bê lên, lẹ lên. Rồi, bỏ bạn búp bê lên xe. Wow, rồi trời ơi, bạn búp bê dơ quá trời luôn. Để lên xe đi, chút về mình tắm bạn búp bê nha. Rồi, còn một bạn búp bê nữa kìa. Nhanh lên đi. Cứu tôi với. Cứu bạn búp bê với. Trời ơi, con khủng long nó chôn bạn búp bê dưới đây hả? Phải không? Phải con khủng long nó chôn không? Nãy con mới thấy á. Nãy con thấy bạn khủng long chôn quá hả? Ô, lên, cứu lên. Ôi, nặng quá hả? Lẹ lên, con khủng long nó sắp tới rồi đó. Lẹ lên. Quá. Móc lên, bỏ lên xe. Rồi, chạy xe lại đây. Rồi, bỏ lên xe trở về. Đây giờ quá. Ba. Rồi còn một bạn nữa kìa. Rồi bạn búp bê chibi nhỏ xíu. Rồi móc lên. Móc bê lên. Rồi bỏ lên xe. Rồi bỏ lên xe. Rồi bỏ lên xe cho bạn búp bê về. Rồi, chở bạn búp bê về thôi. Chở bạn búp bê về, cho bạn búp bê đi tắm. Bạn búp bê dơ quá. Rồi, con chở bạn búp bê về đi. Rồi, chạy về. Rồi ôm bà búp bê về. Mà lấy cho. Rồi tắm cho bạn búp bê nha, bạn búp bê tắm mát không? Và rồi bạn búp bê sạch rồi đó. Rồi sạch chưa? Đây là bạn búp bê chibi màu hồng nha, dễ thương không? Nè, dễ thương không? Gọi đầu hả? Rồi gọi đầu cho bạn búp bê đi. Mát quá.
Rồi còn hai bạn nữa nè, còn hai bạn búp bê nữa nè. Hai bạn búp bê bị chôn dưới đất. Và sạch rồi. Đây còn một bạn búp bê chibi màu xanh nữa. Và xin chào các bạn nha. Mình là búp bê chibi màu xanh đây. Rồi. Rồi bây giờ mình đem phơi nắng bạn búp bê nha. Cho bạn búp bê khô lại mới được. Rồi đem đi phơi nắng thôi. Rồi đem đi phơi nắng cho bạn búp bê khô. Bạn búp bê ướt rồi. Đây là cái súng súng gì của Rambo á. Cái súng này giờ đi bắn khủng long nha. Rồi đi kiếm lông bắn thôi. Đi. Đi. Thấy chưa? Thấy con gì rồi? Thấy con cá sấu. Đâu? Đâu? Bắn con cá sấu. Mệt. Rồi chết cá sấu. Dập lụm nó. Rồi lụm cái đạn về. Còn đâu nữa không? Đâu? Con gì nữa hả? Wow, thấy con cá sấu luôn. Rồi, rồi. Rồi. Bắt nó. Rồi còn nữa không? Mất con gì? Con gì đâu? Đâu? Đâu mà khủng long con. Rồi bắt luôn. Rồi lụm đạn lớn. Rồi đạn đâu? Đây. Rồi còn nữa không? Còn nhiều không? Đâu? Wow, một con gì á? Rồi. Một con ngay chân nước kìa. Bắn nó. Chưa chết, chưa chết, chưa ngã luôn. Bắn lại. Đau quá. Ôi, hỉ luôn rồi, bắn lại lần nữa. Wow, rồi. Rồi, mới trúng cái móng đó à. Bắn ngay đầu nó mới xỉu được. Rồi, nó không xỉu luôn hả? Nó không xỉu luôn. Rồi bắn cho nó xỉu luôn. Rồi, rồi, chưa trúng. Wow, con khủng long này lì quá. Rồi bắn liên tục nó luôn. Rồi chưa chết luôn. Rồi lấy cái súng đập đầu nó luôn. Ngoài rồi, chết xong rồi. Chết hết rồi. Ôi, một con nữa. Rồi bắn nó. Rồi, chưa dăng đạn luôn. Rồi, chưa chết. Rồi bắn cho nó ngã luôn. Rồi ngã luôn rồi. Bắt nó về. Đây một con khủng long cổ dài. Đâu? Rồi chạy quá. Đâu? Rồi bắn nó. Trời ơi. Quay. Rồi chụp nó về. Rồi đem về. Rồi bắt mấy con này đem về luôn. Đâu nữa? Còn không? Đâu? Đâu? Wow, con ngay chỉ điện luôn hả? Rồi bắt nó về luôn. Súng mạnh dữ hả? Rồi hết chưa? Hết rồi. Rồi chào các bạn đi. Chào các bạn. Chào các bạn. Bạn Pin hôm nay đã bắn được quá trời khủng long với cái súng siêu to khổng lồ của Rambo này nghe. Đây, cái súng này là ai cũng khoái luôn nè. Súng này bên Mỹ chơi không đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái súng với mấy con khủng long này nghe. Rồi ngồi xuống đây, bằng Pin ơi giới thiệu cái súng đi. Cái súng này sao đây? Cái súng này nó có mấy nòng? 2, 4. Cái súng này là nó có 6 nòng nghe. Rồi đây là băng đạn của nó nè. Băng đạn này nó có 30 viên đạn luôn. Ủa, siêu to khổng lồ. Đây là cái này nó kêu ôi. Rồi, kiếm được rồi. Ở đây là các bạn, bây giờ bạn Pin sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi thử cái súng này nghe. Rồi bây giờ bắn con khủng long này đi. Bắn con mấy con khủng long này nghe. Nhắm bắn coi con nó ngã không. Cái độ mạnh của cái súng này cho nó ngã không nghe. Rồi chơi sao bằng Pin? Kéo nòng sao đâu? Đúng rồi, kéo nòng vậy hả? Rồi. Bắn. Wow. Trời ơi.
chưa, bị ngã. Rồi, bắn. Chưa trúng luôn. Wow, mày nhắm kỹ vô, mày nhắm kỹ vô. Nhắm kỹ lắm luôn rồi hả? Mà không trúng hả? Bắn. Nó chưa ngã luôn á, con phải nhắm kỹ nó mới ngã được. Rồi, rồi để đạn đó đi. Mình bắn hết rồi mình sẽ lụm đạn vô nghe. Wow, ghê chưa? Thôi, bụng nó. Wow, trọng quá hả? Wow, ui, rồi như để nhăn rồi. Bà mà con bắn không có trúng luôn á, con nhắm không trúng luôn. Trời ơi. Ôi. Rồi đây nè các bạn ơi, hôm nay bạn Biên sẽ giới thiệu cho các bạn cái cây súng này nè. Đây, cây súng hơi của Rambo, siêu to khổng lồ với cái băng đạn siêu dài luôn nha. Rồi lên con. Đây đi bắt được nguyên bầy khủng long với cá sấu luôn nè. Rồi như vậy là video clip đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video clip lần sau nha. Bye bye.